Những điều nên và không nên cho da dầu mụn cùng tham khảo với mình nghe. Đầu tiên là tẩy trang không nên nè. Tẩy trang simple được rất là nhiều bạn sử dụng bởi vì có giá thành rẻ, lại êm dịu, nhưng mà nó lại làm sạch không đủ tốt cho da dầu mụn. Thay vào đó, các bạn có thể sử dụng tẩy trang của La Roche-Posay, vừa êm dịu lại vừa làm sạch tốt hơn nhé. Thứ hai, sữa rửa mặt không nên nè. Sữa rửa mặt Hydalabo cực kỳ nổi tiếng, cấp ẩm, dịu nhẹ, làm sạch ổn, nhưng mà đôi khi nó lại hơi dư ẩm cho những bạn da dầu mụn, dễ khiến cho các bạn bị mụn ẩn. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng sữa rửa mặt của SPR, làm sạch tốt, thông thoáng lỗ chân lông mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên ở trên da. Thứ ba, sản phẩm trị mụn không nên nè. Retinol đối với mình là một sản phẩm chống lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, đối với những làn da bị bít tắc nhiều, có mụn nhiều thì gần như là nó không có tác dụng. Thay vào đó, các bạn có thể sử dụng Cleanship MS, vừa dễ kiếm vừa rẻ tiền lại có tác dụng trị mụn rất là tốt. Thứ tư, kem chống nắng không nên nhé. Kem chống nắng nhà Ajus có khả năng chống nắng rất là tốt. Tuy nhiên, cái chất kem lại đặc và bí, đặc biệt là nó khá là cay mắt. Mình xài mà nước mắt mình rơi lã chả luôn các bạn. Nước mắt em rơi, cuộc chơi kết thúc. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng kem chống nắng của nhà Helio Care, kim dầu tốt, nâng tông nhẹ, khả năng chống nắng cũng ở mức ổn nhé.